Xin chào Liana Nguyễn. Xin chào Michael và sinh nhật SCS. Liana năm nay tranh cử cho phường Grasslands ở Brisbane. Liana giới thiệu bản thân mình cho thính giả được không ạ? Hi, I'm Liana. I'm the Victorian Socialist candidate for Xin Grasslands chào, for the tôi Brisbane là Council Lena. Tôi election. là ứng cử viên cho Đảng Xã hội Chủ nghĩa cho phường Grassland của Hội đồng thành phố Brisbane. Tôi là học sinh làm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng và là nhà hoạt động xã hội chủ nghĩa tận tụy. Tôi đã tham gia trong nhiều chiến dịch chống phân biệt sắc tộc như Fight for Refugee Rights và Kick the Neo-Nazi Out of Sunshine. Mấy năm trước đây, tôi đã tổ chức các cuộc biểu tình cho sinh viên ủng hộ Palestine để yêu cầu chính quyền và trường đại học của tôi dừng các mối quan hệ với các cơ quan vũ khí. Liana đã ở vùng Brisbane lâu chưa và đã thấy những vấn đề gì trong cộng đồng hiện tại? I've lived in Brisbane my entire life, but I think tôi đã ở Brisbane từ nhỏ đến lớn và ở đây 6 tháng là mọi người cũng có thể hiểu được rằng vùng phía Tây, đặc biệt là Brisbane, đã bị bỏ rơi, không có đủ nhà ở công cộng, thiếu giao thông công cộng và thiếu dịch vụ y tế. Tôi có thể nhận biết rằng cộng đồng mình đang thiếu sự hỗ trợ. Vấn đề dễ thấy nhất là sự ô nhiễm trong vùng. Không chỉ có vụ nổ hóa chất xảy ra một lần, mà đã xảy ra nhiều lần trong một năm. Hai vụ nổ hóa chất đã xảy ra ở một hãng xưởng mà không ai làm gì cả. Công ty này đã được tiếp tục làm việc như thường lệ, mặc dù đã thải khí gây ô nhiễm. Cư dân bắt buộc phải ở trong nhà hoặc không được trở về nhà cho 2 ngày. Việc này thật vô lý. Tình huống này là một ví dụ rõ ràng mà xác nhận rằng vùng của mình bị chính phủ liên bang bỏ rơi. Vậy Liana có thể kể thêm về chính sách của mình được không ạ? Tôi có hai quan điểm mà tôi muốn nhấn mạnh. Trước tiên là việc giảm chi phí sinh hoạt và khủng hoảng nhà ở. Các vấn đề này tôi biết là không có đường giải quyết ở cấp độ địa phương, mà việc này đã xảy ra khi hội đồng địa phương đã từng hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc trẻ em để giúp đỡ những người mẹ đi làm. Các lĩnh vực này là một trong những lĩnh vực mình có thể bắt đầu giảm chi phí sinh hoạt cho cộng đồng. Một ví dụ nữa là mình có thể kêu gọi các nhà phát triển bất động sản mà xây căn hộ cao hơn 12 tầng mà ít ai tiếp cận được, để chia 40% số phần đó cho nhà ở công cộng, cho các cư dân đang gặp khó khăn trả tiền nhà. Điều thứ hai là mặc dù Brisbane là một khu chống phân biệt sắc tộc, nhóm ủng hộ Tân Quốc xã Neo-Nazi đã vô chiếm rồi còn nói rằng đây là phường của hội. Về vấn đề này, tôi nghĩ rằng Hội đồng thành phố Brisbane nên lên tiếng và thông báo rằng khu vực này là khu vực ủng hộ người di cư, người tị nạn và khu chống phân biệt sắc tộc, và không chấp nhận những người này nói rằng đây là những người chịu trách nhiệm về chi phí sinh hoạt. Thực ra là các công ty lớn không quan tâm đến cuộc sống của người dân thường mới là những người chịu trách nhiệm về vấn đề này. Một cách đặc biệt mà mình có thể làm được như nghị viên Victorian Đảng Xã hội của Hội đồng thành phố Maribyrnong là đặt biển báo nói rằng những người theo chủ nghĩa Tân Quốc xã không được chào đón ở đây. Điều này rất đơn giản cho mọi người biết rằng nơi này là nơi an toàn và không nên sợ hãi. Tại sao Liana quyết định năm nay tranh cử? I think if you look at what việc lạm phát đã giảm, tiền lương không tăng, người dân với thu nhập trung bình không đủ khả năng mua thực phẩm cơ bản. Nếu bạn đến Coles, $100 không đủ để bạn sống qua tuần. Cá nhân tôi thậm chí không thể nghĩ đến việc chuyển ra khỏi nhà, trừ khi tôi muốn sống bằng chế độ ăn sữa chua $3. Thật không đủ khả năng để tiếp cận các nhu cầu cơ bản. Tôi tin rằng hội đồng nên là một nền tảng để giải quyết vấn đề này. Chúng ta thường nghĩ về hội đồng có trách nhiệm bảo đảm vệ sinh và bảo trì đường xá, nhưng tôi nghĩ rằng hội đồng có vai trò lớn hơn trong việc đấu tranh cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thật đáng lo ngại khi chính phủ cảm thấy thoải mái khi chi hàng triệu đô la vào vũ khí, trong khi nói rằng họ không có đủ khả năng để hỗ trợ cho cộng đồng địa phương. Thật đáng lo ngại khi chính phủ cảm thấy thoải mái khi chi hàng triệu đô la vào vũ khí, trong khi nói rằng họ không có đủ khả năng để hỗ trợ cho cộng đồng địa phương. Tôi nghĩ rằng hội đồng nên đại diện cho người dân và lên tiếng để nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nơi đây. Nếu được bầu thì Liana hy vọng thực hiện những điều gì cho cộng đồng? Rõ ràng là tôi muốn thực hiện các chính sách mà tôi đã đề cập. Tôi muốn nâng cao kỳ vọng của người dân trong khu vực và trao cho họ sự tự tin,
để đòi hỏi một cuộc sống tốt đẹp hơn, là con gái của hai người Việt Nam nhập cư. Văn hóa Việt Nam dạy bạn phải xử kính vấn đề của mình. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ, và đó là cách cuộc sống diễn ra. Bạn đến Úc và bạn được bảo rằng nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp, bạn chỉ cần cúi đầu và không nói gì cả. Và đó là cách bạn được đảm bảo mọi thứ. Nhưng khi bạn thực sự nhìn nhận vấn đề, những quyền lợi mà chúng ta có, những điều tuyệt vời mà chúng ta đã giành được tại nơi làm việc là do mọi người đã đấu tranh. Chúng ta là những người lao động, những người xây dựng đường xá, những người điều hành trường học. Chúng ta muốn lương cao hơn. Chúng ta muốn được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Tôi muốn mọi người không chỉ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, mà còn có cảm giác tự hào, nhưng cũng muốn đấu tranh, tiếp tục đấu tranh vì cuộc sống, vì nhu cầu của con người, trước khi vì lợi ích của các doanh nghiệp. Cảm ơn Liana Nguyễn đã tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay. Cảm ơn Michael và SBS.